khả năng phối hợp tác chiến với máy bay không người lái hạng nặng S-70 Okhonik, hay còn được gọi là thợ săn. Việc Su-57 có khả năng chỉ huy một nhóm máy bay tấn công không người lái tàng hình khiến chúng có khả năng vượt qua mọi lưới phòng không cũng như ngăn chặn mọi cuộc tấn công tiềm năng từ trên không của đối phương, giúp khả năng tấn công cũng như phòng thủ của không quân Nga được gia tăng gấp nhiều lần. Trong tương lai, chắc chắn Nga sẽ có kế hoạch phát huy ưu thế này của Su-57 để hiện thực hóa tham vọng đi đầu trong lĩnh vực phát triển UAV.